các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk và quân đội Nga đã đạt được bước tiến đáng kể. Điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của 12 lữ đoàn Ukraine bị tấn công dữ dội. Ukraine phản công dùng F-16 bắn hạ chiến đấu cơ Nga. Ông Zelensky lên tiếng về tình hình ở Kursk. Hệ thống phòng không Patriot có thực sự hiệu quả như Mỹ quảng cáo? Trong khi đó tại Trung Đông liên tiếp xuất hiện những tin tức mới. Iran tạm dừng đàm phán gián tiếp với Mỹ, Tel Aviv đã phát tín hiệu nóng. Israel phong tỏa miền Bắc Gaza, lên kế hoạch ngăn cản viện trợ nhân đạo. Diễn biến xung đột tiếp theo sẽ có những chuyển biến gì? Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, theo một số trang tin, các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kurs và quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Chekoskaya, Konopenka. Ukraine hiện đang gặp phải trở ngại do thời tiết xấu, khiến các kế hoạch phản công liên tục bị phá sản. Không những vậy, 12 lữ đoàn của Ukraine tại Kursk đã trúng đòn tấn công hỏa lực của Nga, khiến tình hình ngày càng trở nên trầm trọng. Mới đây, theo kênh Telegram Short, Binh sĩ các lực lượng vũ trang Liên bang Nga VSRF gồm lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 800 người, lữ đoàn dù tấn công độc lập số 11 và các đơn vị thuộc nhóm quân Bắc đã kiểm soát hoàn toàn làng Cherkasskaya-Konopenka ở tỉnh Kursk và chỉ còn cách huyện Lysuza 6 km. Chiến dịch giành lại Cherkasskaya-Konopenka diễn ra trong điều kiện giao tranh ác liệt. Quân đội Ukraine đã tích cực giữ vững vị trí và tiến hành một số cuộc phản công một trong những khu vực xung đột chính là khu định cư Zeleny Sliak, nơi các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng đột phá qua tuyến phòng tuyến của quân đội Nga, nhưng tất cả các cuộc tấn công của họ đều bị đẩy lùi. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng ở khu vực Kursk, nơi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Theo các phóng viên chiến trường Nga, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát một số điểm dân cư quan trọng gồm Olgovka, Lyubimovka và Tostilak cũng như một phần của Novo Ivanovka. Một trong những quân nhân Ukraine đã chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra ở Kursk. Theo người quân nhân, thời tiết đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi tiến trình của các trận chiến. Do đường lầy lội và mưa lớn, việc di chuyển các phương tiện bánh lốp của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn. Điều này không cho phép quân đội Ukraine thực hiện các kế hoạch phản công và mở đường cho khu định cư Lyubimovka, nơi các trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra. Trong báo cáo mới nhất về tình hình chiến sự ở Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của đối phương về phía Lyubimovka, Olgovka và Tonstilak. Nhóm tác chiến phía bắc tiếp tục tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Malaya Loknia, Noviput, Tonstilak và Plekhovo. Quân đội Nga tuyên bố tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của 12 lữ đoàn Ukraine ở Kursk, lực lượng tên lửa và máy bay chiến đấu Nga đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Theo nhà phân tích người Đức Julian Roke, các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) tiến hành cuộc tấn công vào tỉnh Kursk vài tháng trước có thể phải rút lui trong vòng vài tuần hoặc vài tháng tới. Hiện quân đội nga đang dần giành lại quyền kiểm soát phần lãnh thổ đã mất và mặc dù giao tranh vẫn diễn ra, các đơn vị Ukraine có xu hướng rút lui. Truyền thông quốc tế vừa đưa tin nóng, chiến đấu cơ F-16 Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga trong xung đột Đông Âu. Các thông tin này còn cho biết rõ, tiêm kích F-16 Ukraine hạ mục tiêu bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder tiên tiến. Tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về thông tin này. Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là mốc mới trong xung đột tại Đông Âu, chứng minh năng lực ngày càng tăng của không quân Ukraine nhờ sự hỗ trợ liên tục của NATO về vũ khí tiên tiến và đào tạo phi công. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine đã phá hủy một đoàn xe bọc thép Nga đang nỗ lực tạo ra bước đột phá ở khu vực Kursk do họ kiểm soát. Nhà báo Ukraine, ông Yuri Butusov, đã đăng tải đoạn video về cuộc giao tranh trên và thu hút sự quan tâm lớn. Căn cứ đoạn video, một đoàn xe thiết giáp Nga đang tiến về phía bên cánh trái của nhóm quân Ukraine đã chuẩn bị sẵn thế trận phục kích, sau đó phương tiện bị chặn lại bởi hỏa lực xe tăng. Kết quả của cuộc tấn công nói trên, xe bọc thép Uran, xe thiết giáp chở quân BTR-80, xe UAZ-452 và một xe tăng có lưới quét mìn phía trước đã bị phá hủy. Vị trí diễn ra trận đánh nói trên được định vị địa lý nằm ngay trên đường cao tốc Rinsk, Korenevo, Sutra, cách khu vực Onhipka 5 km về phía nam. Các phương tiện thiết giáp Nga theo nhận định đang được di chuyển tới các khu định cư Zelenyslya và Novoy nhằm phát triển bước đột phá bằng cách xuyên thủng phòng thủ của quân đội Ukraine. Dự án phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã tiến về phía các khu định cư nói trên nhưng đã chịu thiệt hại. Tuy nhiên, các nhà quan sát lưu ý, mặc dù những nỗ lực đầu tiên đã đạt được thành công về mặt chiến thuật, nhưng hiện tại đợt tấn công của Ukraine đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công thành công của Nga trong vài ngày gần đây là do việc hình thành một nhóm tác chiến mạnh, cũng như mức độ phối hợp ở mức cực kỳ thấp của quân đội Ukraine. Trang Deep State nêu rõ, đặc biệt, Do sự tham gia của một số lượng lớn các đơn vị cấp đại đội và tiểu đoàn từ nhiều lữ đoàn khác nhau trong chiến dịch cất dẫn đến việc ảnh hưởng tiêu cực tới cấp độ tổ chức phòng thủ. Dù vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng Kiev đã kiên cường phòng thủ, trong khi quân Nga cố gắng đột phá qua các phòng tuyến của họ ở vùng cất trong nhiều ngày qua. Ông Zelensky cho biết trên X sau khi họp với chỉ huy cấp cao của Ukraine, quân đội Nga đã cố gắng đột phá qua phòng tuyến của chúng tôi ở vùng Cớt những binh sĩ của chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí và phản công. Tuy nhiên, bước tiến công của Kiev hiện nay đang bị đình trệ. Nga hồi gần đây cho biết họ đã giành lại được một số khu định cư. Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết trên Facebook cho biết chiến dịch Kurt của Ukraine vẫn đang diễn ra và lực lượng Nga tiếp tục tấn công lực lượng Kiev trên lãnh thổ Nga bằng bom dẫn đường. Các binh sĩ của lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 79, Taurian, đã đẩy lùi đợt tấn công lớn của Nga theo hướng Kurakhov, vùng Donetsk. Những hình ảnh cho thấy thiệt hại nặng của quân đội Nga trong đợt tấn công mới nhất đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn đăng tải trên kênh Telegram của họ. Tổng cộng có 30 đơn vị xe bọc thép tham gia cuộc đột kích, trong đó bao gồm 5 xe tăng và 25 xe bọc thép cùng lực lượng đổ bộ. Lữ đoàn 79 cho biết, các chiến sĩ của chúng ta đẩy lùi cuộc tấn công, đốt cháy 7 xe bọc thép cùng với bộ binh và một xe tăng. Một cỗ chiến xa khác cũng bị tiêu diệt. Theo thông báo, trong trận chiến, hàng chục binh sĩ Nga đã thiệt mạng và một số lượng người tương tự bị thương. Trận đánh diễn ra thành công đối với Ukraine nhờ công tác chuẩn bị tốt. Đoàn xe thiết giáp Nga đã bị trinh sát trên không phát hiện kịp thời khi vẫn còn ở rất xa trên đường tiếp cận. Họ đã gặp phải hỏa lực từ pháo binh và các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Ngoài ra, một phần phương tiện đã bị phá hủy do các con đường có thể tiến quân đã được cài sẵn mìn dày đặc. Hồi tháng 7, Lữ đoàn 79 cho biết, quân đội Nga đã triển khai 11 xe tăng, 45 xe bọc thép, một xe chiến đấu Terminator cùng hơn 200 binh sĩ cho cuộc tấn công tại mặt trận Kurakhove. Cuộc tấn công của Nga đồng thời diễn ra từ nhiều hướng. Tổ trinh sát trên không của lữ đoàn 79 đã phát hiện các khí tài của Nga đang tiến về phía phòng tuyến. Pháo binh Ukraine sau đó khai hỏa dữ dội. Báo cáo có đoạn, trinh sát trên không của lữ đoàn 79 đã phát hiện ra lực lượng Nga khi họ vẫn còn ở rất xa trên đường tiếp cận. Pháo binh của chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tập kích đội hình chiến đấu của đối phương. Lữ đoàn cho biết chi tiết, những chiếc xe tăng và xe bọc thép chiến đấu đầu tiên đã bị chặn lại bởi những người điều khiển máy bay không người lái tấn công. Sau đó, các xạ thủ chống tăng bước vào trận chiến. Thiết bị của Nga cũng bị nổ bởi những quả mìn. Thống kê sơ bộ kết quả trận đánh cho thấy, lính dù Ukraine phá hủy 6 xe tăng và 7 xe chiến đấu bọc thép cùng bộ binh đi kèm của đối phương. Họ đốt hết 12 xe máy, làm thương vong nhiều binh sĩ Nga. Trưởng một đơn vị quân y của Lữ đoàn 25 quân đội Ukraine, Oleksandr nhận định về mặt trận Pokrovsk, đây là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả các mặt trận. Ông Oleksandr và nhóm phóng viên BBC có mặt tại phòng điều trị bên trong đơn vị quân y dã chiến đông nghẹt người này. Đây là tuyến đầu điều trị các binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Pokrovsk, khu vực xung quanh thị trấn cùng tên. Binh sĩ Ukraine thừa nhận lực lượng Liên bang Nga đang tiến rất mạnh, chúng tôi vẫn chưa thể ổn định mặt trận. Mỗi lần tiền tuyến di chuyển, chúng tôi di chuyển theo. Nơi này nằm rất gần Pokrovsk, thị trấn mỏ nằm cách thủ phủ tỉnh Donetsk khoảng 60 km về phía tây bắc. Binh sĩ quân y nói với nhóm phóng viên BBC rằng, gần đây họ phải điều trị tới 50 binh sĩ mỗi ngày. Con số lớn như thế là điều hiếm thấy trong thời gian trước đây của xung đột quân sự Nga-Ukraine. Thương binh Ukraine được đưa tới địa điểm bí mật này để điều trị vào lúc hoàng hôn. Thời điểm ít có nguy cơ bị UAV vũ trang của Nga tấn công. Binh sĩ Ukraine bị thương trong trận chiến ác liệt bảo vệ Pokrovsk. Tương tự như những binh sĩ mà BBC gặp trên thực địa, chính phủ Ukraine thừa nhận rằng xung đột quanh thị trấn Pokrovsk đang là khốc liệt nhất trong tổng thể chiến trường. Chỉ cách đây vài tháng, thị trấn này vẫn được coi là tương đối an toàn, nơi có khoảng 60.000 người sinh sống với các con phố đầy những nhà hàng, quán cà phê và chợ. Các binh sĩ Ukraine cũng thường lui tới từ tiền tuyến về thị trấn này để nghỉ ngơi. Giờ đây, Pokrovsk không khác nào thị trấn ma, hơn 3 phần tư số cư dân đã di tản. Tất cả những binh sĩ Ukraine mà nhóm phóng viên BBC nhìn thấy đều bị thương vào các thời điểm khác nhau trong buổi sáng. Nhưng họ mới chỉ đến đây sau khi màn đêm buông xuống để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhóm phóng viên cũng được thông báo rằng việc đến trễ như thế cũng đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong và tàn tật cho những binh sĩ này. Mối đe dọa từ phía UAV Nga hiện hữu khắp nơi ở Pokrovsk. Cư dân Victoria Vasilevska, 50 tuổi, chia sẻ Chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng vù vù của UAV. Bà Vasilevska là một trong số ít dân thường đang cố gắng bám trụ tại thị trấn Pokrovsk. Nhưng giờ đây, bà cũng phải đồng ý rằng đã đến lúc phải bỏ lại nhà cửa để đi sơ tán. Khu vực gờ phía đông của thị trấn đã trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đáng chú ý, cư dân này thể hiện mong muốn có đàm phán giữa Nga và Ukraine trong lúc này nhằm chấm dứt xung đột vũ trang giữa hai nước. Tâm trạng như thế này cũng được ghi nhận ở hầu hết những người dân Pokrovsk mà nhóm phóng viên BBC có nói chuyện với họ. Tướng Oleksandr Shinsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ít ngày trước cho biết, chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 binh sĩ từ các khu vực khác nhau đã được Nga tái triển khai tới mặt trận Quốc. Theo ông Shinsky, động thái của quân đội Nga sẽ làm suy yếu các nhóm của họ ở các hướng khác, đặc biệt là ở mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý, điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn các hoạt động phòng thủ. Kênh Military Summary đưa tin về phía Quốc, các xác nhận bằng hình ảnh trực quan cho thấy quân đội Nga RFAF đã giành lại được các vị trí xa hơn dọc con đường xanh nối giữa Korenevo và Suza. Một số nguồn tin thân Nga cũng đưa tin lực lượng Moscow đã kiểm soát được làng Novo Ivanovka. Trên hướng New York, có bằng chứng xác nhận trực quan rằng RFAF đã giành được thêm lãnh thổ dọc theo làng Leonidevka. Tại Pokrovsk, làng Mikolaevka được cho là đã bị lực lượng Moscow kiểm soát hoàn toàn. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng ghi nhận giao tranh ác liệt ở Novoselidevka và Ismailevka. Ở phía tây Velika, Novoselidevka, các hình ảnh định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã giành được làng Levadne được biết, bộ binh, thiết giáp Ukraine hồi tháng 8 tràn qua biên giới và tiến vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất của quân đội nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Nhờ yếu tố bất ngờ, Ukraine giành được nhiều bước tấn công trong giai đoạn đầu, tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu dân cư chỉ sau chưa đầy một tháng phát động chiến dịch. Tuy nhiên, số liệu do Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ tổng hợp và được AFP phân tích đang cho thấy điều ngược lại. Theo đó, Nga đã kiểm soát thêm nhiều phần lãnh thổ trong tháng 8 đánh dấu bước tấn công lớn nhất trong vòng 30 ngày kể từ tháng 10 năm 2022. Quân đội Nga tuần trước kiểm soát hoàn toàn thành phố pháo đài Ukleda sau thời gian dài vây hãm và đang áp sát Pokrovsk, trung tâm hậu cần trọng yếu của Ukraine ở mặt trận Donetsk. Binh sĩ Bogdan đồn trú ở thành phố Druskovka cho rằng chiến dịch ở tỉnh Kursk sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine nếu diễn ra trong thời gian ngắn. Ông Johan Michel, chuyên gia quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng có trụ sở tại Pháp nêu quan điểm, Nga đang tiến quân ngày càng nhanh, dù hứng chịu tổn thất nặng, khó có thể nói rằng Ukraine đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch quốc. Dù vậy, chuyên gia Michel cho rằng chiến dịch quốc cũng cho thấy tiềm lực của quân đội Ukraine và chứng minh rằng đưa binh sĩ vào Nga sẽ không gây ra thảm họa lớn như Moscow cảnh báo. Theo thông báo mới nhất của quân đội Đức, việc cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cũng như pháo tự hành PZH 2000 lấy từ kho dự trữ của quân đội Đức cho Ukraine hiện đã hoàn tất. Đợt giao hàng tiếp theo sẽ diễn ra trong khuôn khổ hợp đồng đã ký với tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Đức, nơi các doanh nghiệp đảm bảo cung cấp xe bọc thép hạng nặng và pháo binh mới cho quân đội Ukraine. Cần nhấn mạnh, Đức đã bàn giao một lượng viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine lấy từ chính kho dự trữ của mình, bao gồm tổ hợp tên lửa phòng không Patriot, bệ phóng bổ sung và một trạm radar. Ngoài ra, Đức còn lấy từ kho của mình 18 xe tăng Leopard 2A6, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, 50 xe bọc thép ATF Dingo 2, 22 pháo tự hành PZH 2000 và nhiều loại vũ khí khác. Cần lưu ý rằng sau giai đoạn 2005-2018, Đức đã tiến hành cải tổ lực lượng vũ trang và giảm số lượng xe bọc thép hạng nặng. Chúng được cất trong kho dự trữ và trở thành tài nguyên của lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, như một phần của gói viện trợ quân sự cho Ukraine Chính phủ Đức đã ký một số lượng lớn hợp đồng với các công ty địa phương nhằm đảm bảo cung cấp thiết bị cho Kiev đến năm 2028. Cách đây ít hôm, hãng thông tấn TASS đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận gói viện trợ này, bao gồm hệ thống phòng không Iris T SLM, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành, đạn dược và thiết bị bay không người lái UAV. Ông Scholz cho biết thêm, cuối năm 2024, Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 1,4 tỷ euro với sự hỗ trợ của các đối tác Bỉ, Đan Mạch và Na Uy. Thủ tướng Đức tiết lộ gói này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không mới như Iris T và Skynex, pháo tự hành Gepard, xe tăng và pháo bánh lốp, xe bọc thép, UAV tấn công, radar và đạn pháo. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Sơn đã từ chối chuyển cho Kiev hệ thống tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức vì lo ngại gia tăng căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga. Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng các gói viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine sẽ không làm tình hình chiến trường thay đổi và chỉ làm kéo dài cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin vừa qua nói với Reuters, Tôi đã nhận được thông tin tình báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brazil vào tháng 11. Tôi muốn nhắc lại rằng chính quyền Brazil với tư cách quốc gia thành viên của quy chế Rome có nghĩa vụ phải bắt Tổng thống Putin nếu ông ấy tới nước này. Costin bày tỏ hy vọng Brazil, quốc gia thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sẽ thực thi lệnh bắt theo lệnh của tòa để tái khẳng định vị thế của mình là một nền dân chủ và một quốc gia tuân thủ pháp luật. Tổng công tố Ukraine nói, đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải đoàn kết và buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm. Brazil đã gửi lời mời Tổng thống Putin dự hội nghị diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tại Rio de Janeiro, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga sẽ tham dự, hai quan chức Brazil cho biết. Bất chấp lệnh bắt của ICC, Tổng thống Putin có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ vào tháng 9 vừa qua. Tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin và ủy viên của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất bất hợp pháp trẻ em và di chuyển bất hợp pháp trẻ em từ lãnh thổ Ukraine sang Nga. Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là vô hiệu và không thể chấp nhận được. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000 nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Về lý thuyết, 123 quốc gia thành viên ICC có nghĩa vụ thực thi lệnh bắt giữ nếu Tổng thống Putin đặt chân lên lãnh thổ những nước này Tuy nhiên việc thực thi hay không tùy thuộc vào mỗi quốc gia với những lý do khác nhau Chuyến thăm Mông Cổ vừa qua là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến một quốc gia thành viên ICC kể từ khi tòa án này phát lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết Tổng thống Putin không lo ngại Mông Cổ có thể bắt giữ ông theo lệnh của ICC Trong khi trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi Mông Cổ hoàn thành nghĩa vụ theo quy chế Rome bắt giữ Tổng thống Putin khi ông đến thăm Chuyển sang những thông tin đáng chú ý tại Trung Đông, Thưa quý vị, tin đồn về cái chết của Trung tướng Haji Halevi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, đang gây xôn xao trên mạng xã hội sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah tại Benjamina. Vụ tấn công này không chỉ khiến hơn 60 người bị thương, mà còn dấy lên những nghi vấn về tình hình an ninh của Israel. Tin đồn Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF, Trung tướng Haji Halevi, thiệt mạng, hiện đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, sau khi Hezbollah thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào gần khu vực Binyamina. Thông tin về trung tướng Hezi Halevi lan truyền sau vụ tấn công của Hezbollah khiến hơn 60 người bị thương. Các báo cáo về vụ ám sát tướng Halevi trở thành chủ đề xu hướng trên mạng xã hội X ngay sau vụ tấn công. Tiến sĩ Anastasia Maria Lopez, một chuyên gia về thẩm định thông tin trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, đăng tin rằng sự thiệt mạng của ông Halevi đã được xác nhận. Ông Lopez viết, các báo cáo ban đầu xác nhận vụ ám sát Tổng tham mưu trưởng Heji Halevi và kèm bức ảnh bán chân dung của vị tướng này. Bắt xu hướng, bình luận viên người Mỹ Jackson Hinkle đăng trên mạng xã hội X rằng ông Halevi đã bị ám sát trong vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái có cáp quang hiện đại. Tuy nhiên, báo chí Israel gọi đây là tin đồn. Trong tuyên bố đưa ra ngay sau vụ việc, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng đã xác nhận 4 binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công nhưng không nói gì về tướng Hezi Halevi. Sau khi Hezbollah tấn công doanh trại của lữ đoàn Golani ở thị trấn Bini Amina, miền bắc Israel, theo tờ The Times of Israel, Hezbollah tuyên bố những gì Israel chứng kiến ở phía nam Haifa không là gì so với những gì đang chờ đợi họ nếu họ quyết định tiếp tục gây xung đột với người dân của chúng tôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ không để Hezbollah tái kiểm soát khu vực biên giới phía nam Liban sau khi chiến dịch của quân đội Israel kết thúc. Theo tờ Jerusalem Post, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi trong một cuộc họp tại Oman tuyên bố rằng Iran đã đình chỉ các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ. Lý do được đưa ra là do căng thẳng gia tăng tại khu vực, đặc biệt liên quan đến Israel. Ông Arakchi nhấn mạnh rằng hiện tại không có cơ sở nào để tiếp tục các cuộc đối thoại này, ít nhất là cho đến khi tình hình được cải thiện. Oman, quốc gia trung lập trong khu vực, từ lâu đã đóng vai trò cầu nối trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ Ngoại trưởng Arakchi đánh giá cao nỗ lực trung gian của Oman đánh giá rằng quốc gia này luôn đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề khu vực Tuy nhiên, ông Arakchi nhấn mạnh Iran không muốn tiếp tục đối thoại trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại có thể dẫn đến những hành động quân sự Ngoại trưởng Iran Arakchi nêu rõ, dù Tehran không muốn xung đột nhưng Iran đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với các tình huống xấu nhất Quan điểm của Iran là ưu tiên ngoại giao, nhưng họ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu cần thiết, đặc biệt khi đối mặt với mối đe dọa từ Israel. Trong khi Iran đang tạm dừng đối thoại gián tiếp với Mỹ, Israel đã chuẩn bị các biện pháp quân sự nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa của Tehran hồi đầu tháng này. Theo thông tin từ tờ Washington Post, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bắn tín hiệu với tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự của Tehran. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng khẳng định các mục tiêu này không bao gồm cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran mà chỉ tập trung vào các hạ tầng quân sự. Động thái trên từ Israel cho thấy sự thận trọng của nước này trong việc không để hành động quân sự ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiểu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Iran lúc này đều có thể gây ra phản ứng chính trị nhạy cảm tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chiến dịch bầu cử năm 2024 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Theo các nguồn tin từ Washington Post, quyết định của thủ tướng netanyahu được cho là nguyên nhân dẫn đến việc mỹ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh mẽ tới israel đây là một động thái giúp israel chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xảy ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với iran israel đã liên tục bị iran và các lực lượng thân nước này như hezbollah và hamas tấn công trong thời gian qua để đối phó thủ tướng netanyahu đã triệu tập các cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm cân nhắc phạm vi và hình thức tấn công trả đũa chính quyền israel hiện đang xem xét mọi khả năng từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ đến một chiến dịch quân sự lớn hơn nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Iran. Mặc dù Mỹ không trực tiếp can thiệp vào các cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Iran, nhưng Washington vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố công khai rằng ông không ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa cho Israel là dấu hiệu cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp cần thiết. Đài truyền hình nhà nước Israel Khan cho biết, Iran sẽ khép lại đợt căng thẳng mới nhất với Israel nếu Israel giới hạn các cuộc tấn công của nước này bằng mục tiêu cụ thể. Phía Iran tuyên bố không trả đũa Israel trong trường hợp nước này tấn công vào mục tiêu cụ thể nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đây của Tehran. Đầu tháng 10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel. Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, trong khi Lầu Năm Góc nói rằng Tehran khai hỏa gần 200 quả đạn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel thời điểm đó đều trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Iran có quyền tự vệ theo các quy định quốc tế. Đài truyền hình Iran cũng chiếu cảnh quay tên lửa được phóng trong đêm từ các địa điểm không xác định ở Iran. Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho. Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel. Nhiều video và hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, phía Israel không công bố các địa điểm chính xác cũng như thiệt hại do tên lửa gây ra. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh chính phủ của nước này không muốn xảy ra xung đột với Israel nhưng kiên quyết đối đầu với mọi mối đe dọa. Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran cũng xác nhận họ tập kích vào Israel nhằm mục đích báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng IRGC Abbas Nifodosan. Chuẩn tướng Nifodosan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut của Liban. Trong một trận không kích của Israel, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran vào cuối tháng 7. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu đang xem xét kế hoạch phong tỏa miền Bắc Gaza, trong đó có việc ngăn cản viện trợ nhân đạo nhằm mục đích loại bỏ các chiến binh Hamas. Kế hoạch này nếu được thực hiện sẽ khiến hàng trăm nghìn người Palestine rơi vào cảnh không có thức ăn, nước uống cũng như không thể rời khỏi nhà của họ kế hoạch phong tỏa miền Bắc Gaza được một nhóm tướng lĩnh đã nghỉ hưu đề xuất với Thủ tướng Netanyahu trước đó. Theo đó, người dân Palestine có một tuần để rời khỏi miền Bắc, bao gồm cả thành phố Gaza, trước khi tuyên bố đây là khu vực quân sự bị phong tỏa. Những người còn ở lại sẽ bị coi là chiến binh, đồng nghĩa với việc họ là mục tiêu của quân đội Israel và không được cung cấp thức ăn, nước uống, thuốc men và nhiên liệu. Những người lên kế hoạch này cho biết đây là cách duy nhất để loại bỏ các chiến binh Hamas ở miền Bắc Gaza và gây sức ép buộc họ thả những con tin còn lại. Kế hoạch này cũng khuyến cáo chính phủ Israel duy trì quyền kiểm soát miền Bắc vô thời hạn và thành lập một chính quyền mới tại đây không có sự tham gia của Hamas, ngăn cách khu vực này với phần còn lại của giải Gaza. Các nhóm nhân quyền cho biết kế hoạch này nếu được thực hiện sẽ khiến dân thường chết đói và đi ngược lại luật pháp quốc tế, vốn cấm sử dụng lương thực, thực phẩm như một loại vũ khí và cưỡng chế di rời. Người dân tại Gaza đã nhiều lần phải di tản trong suốt một năm qua, Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel Hamas, hiện chỉ có một số ít người Palestine rời khỏi miền Bắc với lý do không còn nơi nào an toàn tại Gaza. Theo ông Philip Lazarini, giám đốc cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc, UNRWA, ít nhất 400.000 người đang bị mắc kẹt tại miền Bắc Gaza, trong khi họ gần như không có nguồn cung cấp cơ bản nào và nạn đói đang lan rộng. Văn phòng truyền thông Palestine tại Gaza gần đây cho biết quân đội Israel đã tiến hành các cuộc thảm sát ở các khu vực phía Bắc Gaza, khiến hơn 300 người thiệt mạng trong 9 ngày qua. Cảnh báo Israel có ý định ép buộc người Palestine thực hiện một cuộc di rời lớn nhất và nguy hiểm nhất trong thế kỷ 21. Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày trên khắp giải Gaza sau hơn một năm xung đột. Ngoài khu vực miền Bắc, một cuộc không kích của Israel diễn ra hôm 14 tháng 10 tại bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở thành phố Deir al-Bala thuộc miền Trung Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Một cuộc không kích khác cũng trong hôm qua tại thành phố Gaza đã khiến 8 người thiệt mạng. Ngày 14 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã gặp ông Mohammed Abdel Salam, quan chức cấp cao của phong trào Houthi tại thủ đô Muscat của Oman. Bộ Ngoại giao Iran đã công bố hình ảnh hai quan chức hội đàm trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Abbas Arachi tới thủ đô Oman. Đây là chuyến đi mới nhất trong lịch trình công du ngoại giao tại khu vực của ông Arachi sau khi Israel tuyên bố trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào nhà nước Do Thái ngày 1 tháng 10. Vào ngày 1 tháng 10, Tehran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel cho rằng đây là hành động đáp trả việc Tel Aviv sát hại các thủ lĩnh phiến quân thân Iran trong khu vực và tướng lĩnh thuộc vệ binh cách mạng Iran. Israel sau đó cam kết sẽ tiến hành đáp trả. Phong trào hầu thi ở Yemen cùng với nhóm Hamas tại Gaza và Hezbollah là một phần trong trục kháng chiến của Iran gồm các nhóm vũ trang chống lại Israel. Chuyến thăm Muscat của ông Arachi diễn ra sau chuyến công du Trước đó, ông Arachi đã đến Qatar và Ả Rập Xê Út thảo luận việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Li băng và Gaza cũng như tìm cách kiềm chế xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Bên cạnh đó, ông Arachi nhấn mạnh Iran hoàn toàn sẵn sàng cho tình huống xảy ra giao tranh, nhưng chúng tôi chỉ muốn hòa bình. Cách đây ít hôm, hãng tin CNN dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo nguồn tin, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện không chắc chắn về khả năng của Mỹ có thể thuyết phục được Israel kiềm chế các đòn trả đũa táo bạo nói trên hay không, trong khi phong trào Hezbollah cũng như chính phủ Liban đang phản ứng yếu ớt trước chiến dịch tấn công của Israel tại đây. Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran vào hôm 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan nhấn mạnh cuộc tấn công trả đũa sẽ chính xác và bất ngờ. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố Tehran sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động phòng thủ mạnh mẽ hơn nếu Israel trả đũa vụ tấn công tên lửa gần đây của Iran. Trong thư gửi các bộ trưởng ngoại giao khác, ông Arachi khẳng định Iran hoàn toàn sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào. Ông Arachi cho rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phù hợp với quyền tự vệ theo luật pháp quốc tế. Theo tờ Washington Post, việc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAD cho thấy Mỹ muốn can thiệp sâu hơn vào tình hình xung đột tại Trung Đông, nơi những diễn biến căng thẳng gần đây đã gây chia rẽ không nhỏ tới chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Giới chức Mỹ đã nhiều lần khuyến nghị Israel cần tránh tấn công vào mục tiêu là các cơ sở hạt nhân, dầu mỏ, khí đốt của Iran, do lo ngại điều này có thể khiến giao tranh lan rộng, đồng thời gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu. Chuyên gia về Trung Đông, Aaron David Miller nhận định, việc triển khai THAAD là một dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ cho rằng các cuộc tấn công của Israel sẽ cực kỳ toàn diện và khiến Iran phải có hành động đáp trả. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Israel, sự hiện diện của THAAD sẽ bổ sung thêm vào con số 50.000 tấn vũ khí và trang thiết bị mà Mỹ đã chuyển cho Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm 2023. Có thể thấy, việc Mỹ gửi THAAD cho Israel được cho là đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm bảo vệ trực tiếp Israel trước các cuộc tấn công tiềm tàng. Quân đội Mỹ hiện đang sở hữu 7 khẩu đội THAAD. Nếu được triển khai ở Israel, chúng sẽ cần nhân sự Mỹ vận hành Do binh sĩ Israel vẫn chưa được đào tạo để điều khiển những cỗ máy này. Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai THAAD tới Hàn Quốc và Romania trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng và Moscow. Hệ thống THAAD được thiết kế đặc biệt để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Hệ thống mặt đất này không có đầu đạn và không được sử dụng để tấn công các tòa nhà hoặc thực hiện các cuộc tấn công. Thay vào đó, hệ thống này chỉ chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung bình đang lao tới. THAD sử dụng công nghệ radar tinh vi, bao gồm hệ thống radar AN TPI-2 cho phép phát hiện tên lửa khoảng cách xa. Khả năng đánh chặn của nó mở rộng đến độ cao hơn 150 km. THAD không dựa vào đầu đạn nổ để vô hiệu hóa các mối đe dọa, mà sử dụng động năng để phá hủy tên lửa đang bay tới. Bằng cách va chạm trực tiếp với tên lửa của đối phương, hệ thống có thể phá hủy tên lửa ngay giữa không trung mà không cần đến đạn nổ khiến THAD đặc biệt hiệu quả đối với các tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa có đường bay phức tạp. Bên cạnh đó, mỗi khẩu đội THAD bao gồm ít nhất 6 bệ phóng gắn trên xe, mỗi bệ mang tối đa 8 tên lửa. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Ukraine, muốn có hệ thống này. Tiếp tục với những thông tin nóng hổi khác trên thế giới, Thưa quý vị, Liên minh châu Âu-EU vừa phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể và 7 cá nhân Iran bao gồm cả hãng hàng không Iran Air và các quan chức cấp cao của lực lượng đặc nhiệm Quds. Những biện pháp này diễn ra trong bối cảnh cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa cho Nga, điều mà Mỹ và các đồng minh châu Âu đã lên án mạnh mẽ. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU vừa qua thông báo phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể, trong đó có hãng hàng không Iran Air và 7 cá nhân Iran trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng cs Hamze Galandari và các quan chức cấp cao lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Mỹ cùng các cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự hồi tháng trước với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa cho Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh việc toàn bộ khối áp dụng lệnh trừng phạt Iran, thêm rằng cần phải có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Bà viết trên mạng xã hội X Việc chính quyền Iran ủng hộ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Hai hãng hàng không khác của Iran là Saha Airlines và Mahan Air cũng bị EU áp lệnh trừng phạt, trong khi hai công ty khác bị cáo buộc chuyển giao và cung cấp máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất cùng các bộ phận và công nghệ liên quan cho Nga thông qua mạng lưới xuyên quốc gia. Hồi tháng 9, các nguồn tin tình báo Mỹ cho hay Iran đã gửi 200 tên lửa đạn đạo tới Nga và Washington đã thông báo cho các đồng minh về động thái này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Shin Savet cho biết, chúng tôi đã cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát và rất lo ngại về những báo cáo này. Chúng tôi và các đối tác đã nêu rõ tại Hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra những biện pháp trừng phạt đáng kể. Việc chuyển giao tên lửa cho Nga cho thấy Iran ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Mặc dù Iran đã cung cấp UAV cho Nga trong hai năm qua nhưng Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns nói rằng việc Iran cung cấp tên lửa cho Nga sẽ đánh dấu một sự nâng cấp mạnh mẽ trong quan hệ quân sự Nga-Iran. Tuy nhiên, ngay sau khi đưa tin Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng trong xung đột ở Ukraine, người phát ngôn của Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York khẳng định Iran không tham gia vào các hành động như vậy, nhưng cũng kêu gọi các quốc gia khác ngừng cung cấp vũ khí cho các bên tham gia vào cuộc xung đột. Dù vậy, phát biểu với truyền thông Iran, nghị sĩ Ahmad Bakshias Adestani, thành viên ủy ban chính sách và đối ngoại Iran, xác nhận nước này đang gửi tên lửa đại đạo cho Nga để đổi lấy đậu nành và lúa mì. Được biết, Iran đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây, hạn chế khả năng tiếp cận các ngoại tiền tệ mạnh, buộc Iran phải đổi hàng hóa lấy lương thực và nhiên liệu. Đội tàu chở dầu bóng tối của Nga đang vận chuyển 70% lượng dầu bằng đường biển, bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây nhằm hạn chế doanh thu năng lượng ở Moscow. Theo báo cáo từ trường kinh tế Kiev, KSE, sản lượng dầu của Nga được vận chuyển bằng tàu chở dầu, vốn bảo dưỡng với chất lượng kém và không có bảo hiểm đầy đủ, tăng gần gấp đôi trong vòng một năm qua, lên mức 4,1 triệu thùng một ngày. Những phát hiện này nhấn mạnh khó khăn trồng chất mà đồng minh phương Tây của Ukraine phải đối mặt trong nỗ lực cô lập nền kinh tế của Nga buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Hồi tháng 12 năm 2022, Vương quốc Anh cùng các nước G7, Australia, và EU áp đặt mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng để hạn chế công ty phương Tây vận chuyển dầu thô của Nga. Động thái của phương Tây được xem là sự thỏa hiệp giữa lo ngại lệnh cấm vận hoàn toàn có thể dẫn đến giá dầu tăng vọt và gây ra cú sốc giá dầu toàn cầu. Tuy nhiên, Nga nhanh chóng tìm ra giải pháp tạm thời bằng cách sử dụng đội tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu cho phép bán với giá cao hơn giá trần. Báo cáo của KSE ước tính Nga đầu tư ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ vào đội tàu này kể từ đầu năm 2022. Chiến lược này làm giảm đáng kể đòn bẩy trừng phạt của các nước phương Tây. Theo dịch vụ thông tin hàng hải, Lloyd's List Intelligence có hơn 630 tàu chở dầu, trong đó có một số tàu hơn 20 năm tuổi tham gia vận chuyển dầu của Nga. Thời gian qua, chính phủ phương Tây luôn cố gắng tìm cách ngăn chặn hạm đội bóng tối của Nga. Hồi tháng 9, Vương quốc Anh công bố lệnh trừng phạt đối với 10 tàu chở dầu nghi ngờ thuộc quyền sở hữu của Moscow. KSE cũng kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu mỏ của Nga và cảnh báo đội tàu ngầm không được bảo hiểm của Nga có thể gây ra thảm họa môi trường ở vùng biển châu Âu. Phần lớn dầu mỏ của Nga được vận chuyển qua tuyến đường vận tải quốc tế bao gồm biển Baltic và eo biển Gibraltar. Theo Defense Express đưa tin gần đây, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không sử dụng hệ thống Patriot để đánh chặn một tên lửa siêu thanh Kinza của Nga ở thành phố Kiev. Về sự việc, phía Ukraine cho biết hệ thống Patriot đã ngăn chặn thành công tên lửa Kinza. Các mảnh vỡ của tên lửa sau đó đã rơi xuống ba quận Solomiansky, Sepchenkivsky và Holosivsky. Vụ việc đã làm hư hại một số phương tiện giao thông, mái nhà một tòa trung cư và một khu chợ nhưng không có thương vong về người được ghi nhận. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện Kinh tế Kien, Đức, dù hệ thống Patriot có thể ngăn chặn tên lửa Kinza của Nga, nhưng phương pháp này rất tốn kém. Ngoài ra, hiệu quả thực chiến của các tổ hợp này cũng không thực sự ấn tượng khi chỉ có thể đánh chặn khoảng 30% mục tiêu trên không. Cụ thể, hệ thống Patriot ở Ukraine đã bắn hạ 50% tổng số tên lửa hành trình Calib, 22% tên lửa hành trình KH-59, 69 4% tên lửa đạn đạo Iskander-M, 0,6% tên lửa phòng không S-300-400 khi tấn công mặt đất và 0,55% tên lửa siêu thanh KH-22. Thực tế, Patriot là sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển với mục tiêu tạo ra vũ khí phòng không đa dụng và là đối trọng với họ tên lửa phòng không S-300 của Liên Xô trước đây và Nga hiện tại. Với sự lớn mạnh và mở rộng của khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tổ hợp tên lửa Patriot đã nhanh chóng trở thành một trong những vũ khí phòng không phổ biến của khối quân sự này và các quốc gia đồng minh. Nó đã trải qua nhiều lần nâng cấp lớn với những biến thể phổ biến như PAC2 và PAC3, trong đó biến thể PAC3 nổi tiếng với khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của đối phương. Patriot hiện là một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa chiến trường BMD của Mỹ. Tuy nhiên, phương thức này không phải không có nhược điểm để đánh chặn thành công Tổ hợp Patriot cần phát hiện sớm các vụ phóng. Tên lửa tấn công của đối phương sẽ được hệ thống radar giám sát theo dõi chặt, tính toán quỹ đạo bay của đầu đạn và lựa chọn thời điểm vàng để phóng đạn tên lửa đánh chặn. Thông thường, khi tên lửa đối phương bay trong khí quyển ma sát với không khí khiến lớp vỏ ngoài có nhiệt độ rất cao và bộc lộ tín hiệu nhiệt hồng ngoại mạnh mẽ, chính vì thế các đạn tên lửa đánh chặn của tổ hợp Patriot được trang bị hệ thống cảm biến nhiệt cực nhạy để bám bắt và tấn công chính xác mục tiêu trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, các tổ hợp Patriot của Israel, đồng minh thân cận của Mỹ tại Trung Đông, đã mất dấu các đầu đạn tên lửa Scud của Iraq phóng tới. Nguyên nhân sau đó được chỉ ra là do đầu đạn tên lửa Iraq nguội đi quá nhanh trong khí quyển, khiến hệ thống sụp xạo quang hồng ngoại của Patriot mất dấu mục tiêu. Sau vụ việc này, Israel đã tập trung vào phát triển tổ hợp tên lửa đánh chặn tên lửa nội địa ở Rào. Quay trở lại với diễn biến xoay quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine Thưa quý vị, Kiev vừa công bố thông tin gây sốc về việc lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự TU-134 nằm sâu trong lãnh thổ của Nga, cho thấy quyết tâm tấn công của Ukraine ngay cả ở những khu vực xa xôi. Trong khi đó, NATO đang tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn tại Bắc Âu nhằm khẳng định khả năng ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu. Mới đây, Kiev tuyên bố lực lượng Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cơ quan tình báo quân sự của Kiev cho biết lực lượng nước này đã phá hủy máy bay vận tải TU-134 dạng sáng 13 tháng 10 tại một sân bay quân sự ở vùng Orenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km. Trên phương tiện truyền thông xã hội, cơ quan này còn nêu rõ những chiếc máy bay do Liên Xô chế tạo chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này đã đăng tải đoạn phim về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đốt phá cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Ở một diễn biến khác, cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn của NATO mang tên Steadfast Nun bắt đầu diễn ra từ ngày 14 tháng 10 tại Bắc Âu. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết cuộc tập trận diễn ra chủ yếu ở Anh, Biển Bắc, Bỉ và Hà Lan. Đồng thời cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích chứng minh với các đối thủ rằng NATO đã sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. NATO thông tin thêm cuộc tập trận được lên kế hoạch và chuẩn bị trong hơn một năm và kéo dài trong vòng 2 tuần. 8 căn cứ không quân, 2.000 quân nhân từ 13 quốc gia liên minh sẽ tham gia vào cuộc diễn tập. Nhiều loại máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu hộ tống và máy bay tiếp nhiên liệu cũng như máy bay trinh sát và tác chiến điện tử cũng tham gia vào cuộc tập trận. NATO cho rằng liên minh liên tục thực hiện tập trận nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của lực lượng gian đe hạt nhân Đặc biệt, máy bay chiến đấu F-35A mới của Hà Lan được sử dụng trong nhiệm vụ gian đe hạt nhân Trợ lý Tổng thư ký NATO về chính sách và kế hoạch quốc phòng Angus Lapsley cho hay những cuộc tập trận như Steadfast Noon rất quan trọng để chứng minh năng lực hạt nhân của NATO và ngăn chặn mọi cuộc tấn công Mặc dù NATO nói những cuộc tập trận này được lên kế hoạch từ trước nhưng vẫn có những ý kiến lên án động thái của NATO trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng. Giới lãnh đạo liên minh xác nhận NATO sẽ mang bản chất liên minh hạt nhân cho đến lúc vũ khí hạt nhân không còn tồn tại. Mới đây, bà Tatiana Moskankova, Ủy viên Nhân quyền của Duma Quốc gia Nga, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Argumenti e rằng khoảng 30.400 người, trong đó có gần 8.000 trẻ em, đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi các vùng biên giới giáp Ukraine vì những cuộc tấn công và pháo kích. Những người phải sơ tán đã được chuyển đến gần 1.000 trung tâm trú ẩn tạm thời trên khắp nước Nga. Từ khi Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine, Kiev đáp trả bằng các cuộc tấn công và pháo kích vào nhiều địa phương biên giới của Nga. Quân đội Ukraine nói rằng họ tấn công công trình hạ tầng phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow. Vào tháng 8, lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Kursk, kiểm soát hàng chục khu định cư và giữ hầu hết các vị trí kể từ đó. Nga đã bắt đầu một cuộc phản công trong khu vực vào tháng 9 với thành công được cho là tối thiểu. Kiev Independent trích dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua tuyên bố Nga đã có những nỗ lực đẩy lùi các vị trí của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn giữ vững các đường ranh giới đã xác định. Ông Zelensky đã đăng những bình luận trên kênh Telegram sau khi các nguồn tin quân sự Nga tuyên bố một ngày trước đó đã tái kiểm soát gần 20 khu định cư ở tỉnh Kursk. Bà Moskankova cho biết đã nhận được đơn kêu cứu từ hơn 1.000 người dân Nga ở tỉnh Kursk, những người không biết đang ở đâu và được cho là đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Kyiv chưa phản hồi về thông tin này. Ở một diễn biến khác, tuần trước, cựu Tổng thống Mưu trưởng Ba Lan, Rasmus Andrzejczyk cảnh báo nước này và các đồng minh sẽ ngay lập tức tiến hành một cuộc tập kích tầm xa vào thành phố Saint Petersburg, thủ đô phía bắc của Nga, nếu Moscow tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào giáp với Nga. Đáp lại tuyên bố của tướng về hưu Ba Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhắc lại các cuộc phân chia lịch sử của Ba Lan vào thế kỷ 18 và 19, nhấn mạnh rằng quốc gia này đã từng là một phần của Nga. Phát biểu tại Hội nghị Bảo vệ Baltic ở Vilnius, Litva, tướng Andrzej lãnh đạo quân đội Ba Lan từ năm 2018 đến năm 2023, đã cảnh báo rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh đối với khu quân sự do Mỹ dẫn đầu đặc biệt là các quốc gia có chung biên giới với Nga. Cựu Tổng thống Mỹ trưởng quân đội Ba Lan cho rằng cần răn đe Nga để nước này không có ý định thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng. Ông nói, nếu họ tấn công, dù chỉ một tấc lãnh thổ của Litva, phản ứng sẽ đến ngay lập tức, không phải vào ngày đầu tiên mà là vào phút đầu tiên. Ông Andrzejak cho biết thêm, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các mục tiêu chiến lược trong bán kính 300 km. Chúng tôi sẽ tấn công trực tiếp vào thành phố San Petersburg. Theo đài RT, Gần đây, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Alexander Grusko nói rằng, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không còn che giấu việc khối này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga. Nhà ngoại giao Nga nói rằng, các kế hoạch phòng thủ khu vực đã được phê duyệt, các nhiệm vụ cụ thể cho tất cả cấu trúc chỉ huy quân sự của khối đã được xây dựng. Các phương án khả thi cho hành động quân sự chống lại Nga đang liên tục được đưa ra. Ông Grusko cho rằng, cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc là minh chứng cho sự chuẩn bị của khối. Theo ông Grusko, lần đầu tiên đối phương được nêu lên trong cuộc tập trận không phải là một quốc gia hư cấu mà là Nga. Cuộc xung đột Nga-Ukraine là cơ hội để thế giới lần đầu tiên chứng kiến tên lửa đạn đạo tốc độ cao phóng từ trên không Kinza của Nga được sử dụng. Tên lửa Kinza có thể bay từ không phận Nga tới Ukraine trong vài phút, tùy thuộc vào vị trí phóng. Theo tính toán, nó có thể tấn công Kiev trong vòng 3,2 phút, Lviv trong 5,4 phút và các thành phố lớn khác như Odessa, Dnipro và Chernihiv trong vòng chưa đầy 5 phút. Với khả năng tấn công nhanh như vậy, tên lửa này đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Ukraine. Trước đây, không quân Ukraine không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo như Kinza, nhưng kể từ khi tiếp nhận hệ thống Patriot của Mỹ, tất cả các tên lửa Kinza của Nga phóng vào Kiev hầu như đã bị đánh chặn thành công hệ thống Patriot được phát triển bởi công ty quân sự Mỹ Raytheon đã được coi là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất của phương Tây kể từ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 khi nó được cho là đã bắn hạ tên lửa đạn đạo của Iraq. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine sẽ bị tiêu hao rất nhanh cơ số đạn đánh chặn nếu muốn bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga. Điều cho thấy các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ được Berlin chuyển giao cho lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy hiệu quả thấp trong việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo do Viện Kinh tế Kien Đức trình bày về hiệu quả thực sự của những tổ hợp tên lửa phòng không Mỹ trong thành phần tác chiến của quân đội Ukraine. Số liệu thống kê cho biết căn cứ số tên lửa sử dụng cho mỗi mục tiêu và chiếu bắn hạ không quá 1 phần 3 số tên lửa của Nga và gần 2 phần 3 lên tới 66% số lượng máy bay không người lái cảm tử loại Geran 2. Những hệ thống phòng không được rút khỏi biên chế Bundeswehr quân đội Đức và chuyển đến Kiev đã bắn hạ 50% tổng số tên lửa hành trình Kalib, 22% tên lửa hành trình chiến thuật KH-59-69, 4% tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 0,6% tên lửa phòng không S-300-400 khi tấn công mặt đất và 0,55% tên lửa siêu thanh KH-22. Trong khi đó, để bắn hạ tên lửa siêu thanh KH-47M2 Kinza cần một loạt đạn lớn, cụ thể là với toàn bộ số lượng trên bệ trực chiến của một tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không 16 đến 32 đạn. Tuy nhiên, thao tác này tiêu tốn từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đô la Mỹ và không còn được sử dụng do giá thành cao. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp hàng chục nghìn thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và Internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Starlink vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối. Starlink là mạng vệ tinh của công ty SpaceX Mỹ, cung cấp kết nối internet toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên trái đất. Nhờ Starlink, quân đội Ukraine có một hệ thống thông tin liên lạc đáng tin cậy. Các binh sĩ Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh, cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga. Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine mới đây cho hay, các thiết bị Starlink từ công ty Mỹ SpaceX đã giúp Nga đạt được đà tiến nhanh chóng trên chiến trường Ukraine, đặc biệt tại Vuleda, nơi Kiev đã thất thủ trong vài tuần sau khi họ đã bám trụ trong suốt hai năm qua. Quân đội Ukraine từng có lợi thế đáng kể so với quân đội Nga trong hoạt động thông tin liên lạc, điều phối tác chiến nhờ Stalin, nhưng giờ đây Nga cũng đã tận dụng thiết bị này. Vào tháng 2, quân đội Ukraine cáo buộc phía Nga sử dụng thiết bị đầu cuối Stalin trong chiến đấu. Sau đó, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, DIU .E cho biết, quy mô sử dụng Starlink của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Washington Post cho hay Starlink cho phép Nga sử dụng Internet vệ tinh để tăng cường phối hợp trong các cuộc tấn công, thực hiện nhiều vụ tấn công UAV và pháo kích chính xác quân đội Ukraine. Sáu binh lính và sĩ quan Ukraine từ các đơn vị riêng biệt ở Donetsk nói với tờ Washington Post rằng Nga đã thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp lực lượng gắn kết hơn và tăng tần suất cũng như độ chính xác của các cuộc tấn công. Một sĩ quan thủ đô đoàn cơ giới số 72 đơn vị đã bảo vệ khu vực Vuleda từ năm 2022 và gần đây buộc phải rút lui, đã nêu bật việc Nga triển khai hệ thống Stalin cũng như việc Kiev thiếu quân và vũ khí là những yếu tố góp phần khiến Vuleda thất thủ. Ở diễn biến khác, tờ European Pravda đưa tin, tân tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte đến Đức vào ngày 14 tháng 10. Ông dự kiến đến tham trụ sở liên minh, nơi điều phối nguồn cung cấp vũ khí và đào tạo cho lực lượng Kiev. Như đã nêu, ông Rutte sẽ đến thành phố Mons của Bỉ trước nơi ông sẽ đến thăm trụ sở trung tâm của lực lượng vũ trang liên minh tại châu Âu. Tại đây, ông sẽ gặp chỉ huy cấp cao nhất, tướng Christopher Cavoli và các sĩ quan cấp cao khác. Vào buổi chiều, ông sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Wiesbaden và thăm Bộ Tư lệnh Hỗ trợ và Đào tạo NATO Ukraine NSATU. Mục tiêu của cơ cấu mới là cung cấp cho Kiev hỗ trợ an ninh dài hạn, đảm bảo hỗ trợ được tăng cường, có thể dự đoán và phối hợp. Cơ cấu mới sẽ điều phối hỗ trợ và tập trận. Liên minh trước đó đã giải thích rằng cơ cầu mới cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho Kiev không thay thế nhóm liên lạc với các vấn đề quốc phòng của Ukraine, tức định dạng Ramstein. Ukraine đang tăng cường tự sản xuất các loại vũ khí khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này hướng tới đáp ứng nhu cầu của các binh sĩ chiến đấu trên tiền tuyến. Nhưng một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết họ vẫn cần thêm yếu tố then chốt để duy trì hoạt động sản xuất vũ khí. Ở thời điểm hiện tại, Chính quyền Ukraina đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí được đưa ra vào năm 2022. Động thái này nhằm thu hút thêm nguồn tài chính để hỗ trợ sản xuất trong nước, đặc biệt là máy bay không người lái UAV. Lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự được Kyiv đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên của quân đội nước này trong bối cảnh xung đột. Tuy nhiên ngày nay, họ đang phải đối mặt với những hạn chế tài chính nghiêm trọng, không chỉ riêng lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái mà còn gặp khó khăn trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển hơn nữa lĩnh vực quốc phòng. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện tại, lực lượng vũ trang Nga đã vượt xa quân đội Ukraine về số lượng UAV và tỷ lệ này được ước tính là 5 trên 1, thậm chí theo một số nguồn tin còn số là 10 trên 1. Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng này, Kiev có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài chính mới và một trong những bước đi quan trọng dự kiến được đưa ra chính là nối lại xuất khẩu vũ khí. Theo nghị sĩ Quốc hội Ukraine, ông Alexander Marikovsky, việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái, có thể mang lại cho nước này khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Nguồn tiền trên sẽ không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu của quân đội, mà còn mở rộng quy mô sản xuất thiết bị quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực UAV. Đây là bước đi hợp lý vì hiện tại chính phủ chỉ có khả năng đặt hàng số lượng vũ khí ít hơn nhiều so với năng lực sản xuất. Bước đi trên đang rất được ủng hộ. Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, Naudi, nhận xét Việc mở cửa xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm quân sự có thể là một bước đi chiến lược đối với nền kinh tế nước này. Việc mở cửa xuất khẩu vũ khí sẽ là một bước đi chiến lược nhằm củng cố nền kinh tế đất nước và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, các khoản thuế bổ sung sẽ được áp dụng cho việc mua vũ khí và đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một đại diện cơ quan chức năng Nga cho biết các nhà điều tra đã truy tố ông Vasily Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU, về hành vi tổ chức hành động khủng bố nhắm vào cầu Crimea vào mùa hè năm 2023. Ông Maliuk bị truy tố vắng mặt vì vi phạm luật hình sự Nga liên quan hành động khủng bố gây chết người. Hồi tháng 3, Nga cũng đã ra lệnh bắt giữ ông Maliuk liên quan cuộc điều tra vụ nổ cầu Crimea vào năm 2022. Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB của Nga cũng cho rằng ông Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong vụ việc. Phía Ukraine ban đầu không thừa nhận sự liên quan nhưng sau đó nhận trách nhiệm. Kiev cho rằng đây là mục tiêu chính thức được Moscow sử dụng trong việc tiếp tế cho lực lượng tại Crimea và miền nam Ukraine. Nga nói rằng cầu Crimea chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. Cầu Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bán đảo này. Đó là tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin. Theo đài RT, tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh CIS, cộng đồng các quốc gia độc lập ở thành phố Astana, Kazakhstan, ông Naryshkin lưu ý rằng cầu Crimea có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa Storm Shadow do anh cung cấp cho Ukraine. Ông Naryshkin cũng chỉ ra rằng Ukraine đã sử dụng các hệ thống vũ khí khác do phương Tây cung cấp để tấn công bán đảo Crimea, chẳng hạn vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào một bãi biển ở Sevastopol hồi tháng 6 năm nay. Ukraine từng thực hiện hai vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Giới chức nước này khẳng định việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích quân sự. Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc phá hủy cầu Crimea là điều mà Ukraine rất mong muốn. Các quan chức cấp cao ở Kiev cũng từng cho biết việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với Nga và nhấn mạnh đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine. Hãng tin Sputnik dẫn lời đại diện cơ quan an ninh Nga cho biết, quân đội Nga đã loại bỏ một nhóm trinh sát gồm 8 thành viên của quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov trong đó có một binh sĩ mặc áo có gắn phù hiệu cờ Mỹ. Theo quan chức nói trên, lính trinh sát mặc áo có phù hiệu cờ Mỹ không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và đã thiệt mạng trong lúc giao tranh với các lực lượng Moscow ở Kharkov. Nhà chức trách Nga nhận định anh ta là cựu quân nhân đến từ Mỹ và đang là lính tư nhân chuyên nghiệp cho Kiev. Trước đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Botnikov cho hay số lượng thành viên của Quân đoàn Quốc tế bảo vệ lãnh thổ Ukraine do phương Tây thành lập đã lên tới 18.000 người từ hơn 85 quốc gia. Hầu hết họ đến từ Ba Lan, Pháp và Georgia. Bộ Quốc phòng Nga quả quyết đã loại bỏ vài nghìn lính quân sự tư nhân nước ngoài trong kế hoạch quân sự ở nước láng giềng. Cách đây ít hôm, trong thông báo trên Telegram, nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov của Ukraine cho biết tình hình hoạt động theo hướng Kharkov không có nhiều thay đổi và vẫn rất khó khăn. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga. Theo tuyên bố khi đó của Ukraine, lực lượng Nga ở Vochansk và Hliboke tại Kharkov đang bổ sung nhân sự và tăng cường các đơn vị ở những vị trí sung yếu. Đồng thời, Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động kỹ thuật nhằm phá hủy các công sự của Ukraine. Ông Volodymyr Dektyarov, người phát ngôn của lữ đoàn Kharitia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết, binh sĩ Nga xung quanh Volchansk đang đào đường hầm và giải mìn. Họ thường xuyên sử dụng chiến thuật này. Có lẽ chiến thuật đó phù hợp với các trận chiến ở thành thị và ngoại ô hơn là ở vùng rừng núi. Ông Dekhtyarov nói thêm, việc tấn công các vị trí của Nga bằng máy bay không người lái và pháo binh không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi. Ông nói thêm, chúng tôi vẫn cần sử dụng nhân sự, bộ binh để đánh bật Nga ra khỏi các khu vực đó. Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các dữ liệu do phía Ukraine công bố. Bộ Ngoại giao Pháp đã cung cấp cho tờ Kiev Post đoạn video độc quyền cung cấp cái nhìn đầu tiên về các binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện cùng với các sĩ quan Pháp về chiến thuật thực địa lý thuyết và hoạt động vũ trang trong video binh sĩ Ukraine được tập luyện với nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm hệ thống pháo phản lực M270, lựu pháo Cza và máy bay phản lực Alpha tại vùng nông thôn Pháp và tại các bãi huấn luyện trên biển phóng viên quốc phòng Stefan Kozak của getpost xác nhận các loại vũ khí xuất hiện trong video gồm máy bay Alpha, pháo tự hành Cza 155 mm, súng cối 122 mm tên lửa chống tăng Milan, xe bọc thép chở quân BAT-4, hệ thống pháo phản lực M270. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine còn thực hành chiến thuật thực địa, dọn chiến hào và tòa nhà, phối hợp gọi hỏa lực pháo binh, dọn mìn. Chiến thuật chiến đấu cho các đơn vị từ 10 đến 100 người hoặc các đơn vị nhỏ hơn từ 10 đến 30 người cũng được các sĩ quan Pháp đào tạo. Trước đó, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã đến thăm trại huấn luyện và dự lễ khai mạc khóa đào tạo mới dành cho binh sĩ Ukraine đặt tại phía đông nước Pháp, khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, trại huấn luyện cho binh sĩ Ukraine được đặt tại vùng Grand Est nằm ở phía đông nước Pháp, gần về phía biên giới với Đức. Trại huấn luyện này được Pháp xây dựng mô phỏng theo điều kiện thực chiến tại Ukraine để đảm bảo các binh sĩ sau khi hoàn thành khóa đào tạo có khả năng chiến đấu hiệu quả ngay lập tức. Pháp cũng cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại trong đó nổi bật là 128 xe bọc thép tiền phương VAB, 18 khẩu pháo tự hành Seja, hơn 18 xe chiến đấu bọc thép AMX-10, 20 trận tên lửa chống tăng Milan và 10 xe tải quân sự TRM cỡ lớn được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ quân sự ở địa hình khó khăn. Tháng 6 năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm và hiện đang hỗ trợ các phi công Ukraine sử dụng các chiến đấu cơ này trước khi chính thức chuyển giao vào đầu năm 2025. Ngoài ra, Pháp cũng tham gia đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 của Mỹ. Mới đây, kênh truyền hình Đức ZDF đưa tin nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine UDCG còn được gọi là định dạng Ramstein sẽ không họp ở cấp lãnh đạo trong tương lai gần. Theo thông tin chính thức, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đến Đức cho chuyến thăm bị hoãn trước đó vì bão Minton. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Biden sẽ được rút ngắn xuống còn một ngày. Theo ZDF, điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc họp theo định dạng Ramstein ở cấp lãnh đạo trong tương lai gần. Thông tin này hiện chưa được xác nhận. ZDF cho biết, gói hỗ trợ của Đức đáng lẽ được công bố tại cuộc họp của UDCG vào ngày 12 tháng 10 đã được Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo ZDF, các quyết định tiếp theo của nhóm Ramstein rất có thể sẽ được đưa ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trước đó, nhóm Ramstein gồm các nhà tài trợ vũ khí của Ukraine đã lên kế hoạch triệu tập cuộc họp cấp cao nhất từ trước đến nay bên lề chuyến thăm chính thức của ông Biden tới Đức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10. Sau khi Nga khai màn chiến dịch quân sự hồi đầu năm 2022, Washington đã tập hợp khoảng 50 quốc gia có cùng chí hướng tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, tây nam nước Đức. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước này nhóm họp thường xuyên để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 10, nếu diễn ra theo kế hoạch, sẽ là cuộc họp đầu tiên của nhóm Ramstein ở cấp lãnh đạo chính phủ. Dự kiến, hội nghị sẽ mở đầu bằng bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ở một diễn biến khác, mới đây, nghị sĩ châu Âu Slovakia Lubos Blaha đã đến Moscow một thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội SMRSD của Thủ tướng Robert Fico đã công bố một video về chuyến thăm Quảng Trường Đỏ và đặt hoa tại mộ chiến sĩ vô danh gần tường Điện Kremlin và tượng đài nguyên xóa Liên Xô Georgi Zhukov. Theo chính trị gia này, ông đến thủ đô Nga để cảm ơn đất nước đã giải phóng Slovakia khỏi chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai, cũng như để xin lỗi vì tình trạng bài Nga tràn lan ở EU và Mỹ. Chính trị gia này đặc biệt cho biết Ông muốn xin lỗi về những nghị quyết hiếu chiến, thủ hận và gần như phát xít mà nghị viện EU thông qua chống lại Nga. Theo ông Blaha, người Slovakia sẽ không bao giờ bị buộc phải căm ghét người dân Nga. Ông cũng cho biết, ông phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, các lệnh trừng phạt chống Nga và sự gia tăng hơn nữa của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev. Trang tin ruxenshino.eu mới đây, dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, EU, tuyên bố rằng kế hoạch hội nhập Ukraine vào EU hiện không bao gồm các khu vực của nước này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu trong một sự kiện của Ủy ban các khu vực COR, ông Morejilin, người đứng đầu đơn vị hợp tác liên khu vực và xuyên quốc gia của Ủy ban châu Âu, xác nhận rằng quá trình hội nhập này sẽ tập trung vào các khu vực do Kiev kiểm soát. Ông Zilin nêu rõ, quá trình hội nhập của Ukraine vẫn tiếp tục tập trung vào cấp độ khu vực, không bao gồm các khu vực do Nga kiểm soát vào thời điểm hiện tại. Điều đó có nghĩa là các khu vực như Donetsk và Lugansk sẽ không được xem xét cho việc hội nhập vào EU cho đến khi chúng trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine. Mặc dù vậy, ông Zelen cũng cho biết EU hy vọng sẽ áp dụng các quy trình tương tự cho những khu vực trên sau khi chúng được Ukraine giành lại quyền kiểm soát, tức là sẽ có những bước đi nhằm chuẩn bị cho sự hội nhập trong tương lai. Ngoài ra, EU ước tính chi phí tái thiết các vùng lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của Kiev có thể lên tới 450 tỷ euro, tương đương gấp 3 lần ngân sách hàng năm của nước này. Ông Andreas Zahla, thành viên hội đồng thành phố Rakvere của Estonia và cũng là thành viên nhóm công tác COR với Ukraine, đã chỉ ra rằng việc phục hồi này sẽ cần sự hỗ trợ to lớn từ EU và các quốc gia thành viên. Mặc dù Ukraine hiện chưa phải là thành viên của EU hay NATO, Bruxelles đã làm việc không ngừng trong nhiều năm để phát triển các khu vực trọng điểm cho sự hội nhập vào EU trong tương lai, chính quyền Ukraine cũng đã đề ra những kế hoạch tái cấu trúc công nghiệp phù hợp với các ưu tiên cho sự hội nhập. Trong đó, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Bà Valeria Volkova, một thành viên của hội đồng thành phố Kremenchuk, đã nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực của các nhà máy điện mặt trời là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Ukraine. Cùng với đó, ngành công nghiệp quốc phòng cũng sẽ được chú trọng. Với sự tập trung vào sản xuất thiết bị bay không người lái và trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển trong việc hội nhập, vẫn còn tồn tại những nghi ngại ở một số khu vực của Ukraina về quá trình gia nhập EU. Một số quốc gia, chẳng hạn như Bulgaria, lo ngại rằng sự mở rộng này có thể tạo ra những áp lực tài chính lớn lên ngân sách quốc gia. Ba Lan cũng tỏ ra lo ngại vì họ cho rằng có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa Ukraina và nước này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại